Dạ thưa thầy, thì thầy có nhận định gì về cái những cái vấn đề liên quan tới YouTuber Thơ Nguyễn vừa rồi hả thầy? Tôi thì không muốn nhận xét cá nhân. Dạ. Theo các phương tiện truyền thông đó, thì việc phổ biến hai clip ngắn ở trên TikTok đó, thì dễ dẫn đến những cái ảnh hưởng tiêu cực đối với các cháu ấu nhi và thiếu nhi. Thì cũng có một cái điều đáng mừng là cái clip thứ ba trên TikTok đó, thì nội dung nó được chuyển theo một cái hướng tích cực, với cái kết luận là không thể dựa vào niềm tin vào Kumamon mà phải nỗ lực bản thân mình. Thì tôi nghĩ rằng là tác giả cũng nhận ra được cái sai lầm của mình ở hai clip đầu, rồi điều chỉnh nó ở clip thứ ba. Nhưng mà cái sự chênh lệch giữa clip thứ ba với lại clip thứ hai đó, nó cũng có khoảng thời gian nhất định. Từ chỗ đó đó, cái ảnh hưởng lan rộng theo chiều hướng tiêu cực đó, gieo vào trong trí não của hàng triệu người xem clip đó. Thì tôi nghĩ rằng là nhất là đối với các cháu thiếu nhi vốn quý mến YouTuber này đó, thì có lẽ là cũng khó một ngày một đêm mà tháo mở được những nhận thức sai lầm đó. Cái đó thì thật là đáng tiếc, là bởi vì cô này đó thì trong nhiều năm qua được rất nhiều trẻ em mến mộ nhờ những cái đóng góp về YouTube có nhiều cái chủ đề rất là tích cực, rất là có ý nghĩa giáo dục. Một sơ suất nhỏ do có lẽ bản thân của tác giả cũng bị rơi vào mê tín và nghĩ là nó thật như vậy, nên đã làm ảnh hưởng đến uy tín cũng như là tác động tiêu cực đối với cộng đồng. Thì đây cũng là một bài học đáng để rút kinh nghiệm và vượt qua. Dạ thưa thầy, thì thầy nhận định như thế nào về những cái clip mà nó đầy màu sắc mê tín dị đoan để mà làm cho thiếu nhi các cháu xem á, thì nó ảnh hưởng như thế nào về cái mặt mà phát triển cái sự mà phát triển tâm lý của trẻ á, thầy? Về bản chất giáo dục á, tuổi mầm non và thiếu nhi đó là quan trọng nhất. Tôi sinh ví đó giống như là các cây và cha mẹ đó, nó là nghệ nhân bonsai định hướng cái sự hiểu biết, khuynh hướng lối sống, cách ứng xử của con em mình thế nào đó. Thì cha mẹ với tư cách là người uốn nắn nhân cách đó, là bonsai là con người đó, phải hết sức tận trọng, phải biết dành thời gian cho con em mình, chứ đừng có nghĩ là mang tiền về cho con em là đã đủ. Nên mỗi một cha mẹ phải là huấn luyện viên đạo đức và các giá trị sống như là nhân cách sống. Thì nếu chúng ta chấp nhận rằng là tuổi ấu niên và tuổi thơ đó là quan trọng nhất về vấn đề định hình nhân cách đó, thì việc cung cấp các nội dung trên mạng xã hội nói riêng và trong các phương tiện truyền thông nói chung đó, đi theo một cái hướng lệch lạc, dầu là cố ý hay là vô tình, đều để lại rất nhiều các hậu quả nghiêm trọng. Cũng rất may là ở Việt Nam chúng ta có luật an ninh mạng, rồi có luật tôn giáo tín ngưỡng và nhiều luật khác. Trong đó đó có những cái điều khoản quy định là nghiêm cấm việc truyền bá đến gì đó. Còn nếu như ở các quốc gia phương Tây thì cái quyền tự do đó một cái thái quá đó, những cái việc mà lan truyền những nội dung sai lệch làm ảnh hưởng đến nhận thức của các cháu, và nhất là toàn cầu 220 quốc gia dùng lãnh thổ rồi trải qua cái ảnh hưởng tiêu cực của Covid, nhiều nơi đó phải chọn phương pháp đi học online, vốn là nó không đáp ứng được cái chất lượng của đào tạo. Bởi vì phần lớn các cháu đó khi học online dễ nhảy qua giải trí vui chơi, xem internet, rồi nghe nhạc, xem phim mà mất sự tập trung, cho nên cái kết quả giáo dục chắc chắn không thể nào bằng được 50% so với là phương pháp giáo dục truyền thống. Thế vậy mà khi mà xem một clip, chỉ cần tin vào Kumamon sẽ độ cho việc học giỏi, có thành tích cao, có kết quả như sự trông đợi đó, thì chẳng khác nào là đổ dầu trong cái lửa. Đó là cái lửa mà
thói quen con người nó hơi lười biếng sẵn rồi. Yeah. À, nhất là các cháu trong cái giai đoạn Covid này mà giờ nghe cái đó mà tin vào cái đó nữa thì rất dễ dàng bỏ học. Cho nên đứng ở góc độ đó đó thì tôi cũng rất mong các bậc phụ huynh cần dành thời gian cho con em của mình hơn. Đừng nên cho các cháu chơi iPhone, iPad, laptop, desktop ở cái tuổi mà các cháu chưa cần đến các thiết bị này. Ngay cả ở lớp 10 trở xuống đó, yeah, cái việc mà nghiên cứu mang tính học thuật nó cũng chưa cần thiết để đặt ra. Những sách sư phạm, những sách giáo khoa nó đã đủ cho các cháu học rồi và đỗ đạt cao rồi. À, từ lớp 11, 12 trở lên thì mới có cái nhu cầu nghiên cứu nhiều chút. Cử nhân thì bắt đầu mới đi thẳng vào cái việc nghiên cứu hơn. Cho nên trao cho các cháu, nhất là ấu nhi, những cái phương tiện giải trí đó, vô tình chúng ta giết chết tương lai của con em mình. Bắt chước một cái việc xấu nó rất dễ, nhưng mà sửa đổi một cái nhận thức xấu đó nó mất cả một kiếp người là chưa xong. Chúng ta phải nghiêm túc đánh giá vấn đề này, chứ đừng nên thờ cho con em mình chơi những trò chơi bạo lực, rồi xem phim ảnh đồi trụy, hay là những cái phương tiện giải trí mà nó không có tích cực, và những nội dung không đẹp, toàn là nó là định hướng chúng ta theo một cái hướng xấu, thì chắc chắn rằng là các hậu quả đó con em chúng ta sẽ phải là hướng lấy đó suốt rất là nhiều năm ở trong tương lai. Cho nên là chúng ta phải hết sức cẩn trọng về vấn đề này. Dạ. Dạ thưa thầy, thì được biết là Cô Ma Thon thì xuất xứ từ Thái Lan. Vậy thì ở Việt Nam mình, thầy nhận xét về cái vấn đề này nó như thế nào? Trước nhất á, chúng ta cần phải xóa đi nhận thức sai rằng là Cô Ma Thon xuất phát từ Phật giáo ở Thái Lan. Dạ. Vì bản chất á, thì Cô Ma Thon nó có mặt ở trong niềm tin mê tín ở dân gian Thái Lan, thay vì phải là của Phật giáo. Dạ. Thỉnh thoảng có thể là một nhà sư nào đó làm không đúng lời Phật dạy, tin vào Cô Ma Thon, hoặc là xúi dục người ta tin vào Cô Ma Thon, nhưng mà điều đó đừng có nên ngộ nhận là Phật giáo chủ trương như thế. Và Phật giáo nổi tiếng là tôn giáo trí tuệ, chủ trương con đường giác ngộ tỉnh thức, xóa bỏ mê tín dị đoan. Về từ vựng đó thì Cô Ma trong tiếng Thái đó nó phát xuất là từ căn của Cô Ma. Cô Ma có nghĩa là bé ấu niên nam, còn Kumari đó là bé ấu niên nữ, Thon có nghĩa là vàng. Kuma Thon có nghĩa là cậu bé vàng, còn nếu là giới tính nữ thì là Kumari Thon, đó là cô bé vàng. Thì giờ để hiểu rõ đó, cái tại sao mà Việt Nam chúng ta lại mê tín theo tín ngưỡng Kuma Thon rất là tào lao này, là bởi vì đó người ta nghĩ rằng đó là cái này nó có nguồn gốc từ Phật giáo. Yeah. Phật giáo thì ta tin là quốc đạo tại Thái Lan và Liên Hợp Quốc từ năm 2000 đó là chính thức là tổ chức tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York và các trụ sở khu vực tưởng niệm ba sự kiện kim đại Đức Phật đã sanh thành hồng và niết bàn. Thì cái gì mà nó xuất phát từ Thái Lan thì ta có nghĩ rằng là nó có nguồn gốc từ Phật giáo. Từ đó thì rất nhiều người Việt Nam là không chịu kiểm chứng và cũng không có hỏi thăm, là dễ dàng tin vào cái niềm tin sai lầm này. Cái thứ hai, cái gốc rễ của vấn đề đó nó còn nằm ở chỗ đó, đó là một bộ phận của người Việt Nam rơi vào cái chủ nghĩa mặc cảm tự ti dân tộc, cho nước Việt Nam là nhược, là tiểu, là nghèo, là lạc hậu. Cho cái gì có xuất xứ từ ngoài là xịn, là tốt, là tích cực, cho nên dễ dàng đó là tiếp thu những cái mà lẽ ra chúng ta phải hết sức cẩn trọng, và từ đó nó dễ dàng là mất đi gốc rễ văn hóa của Việt Nam. Thì trên hai cái nền tảng đó, đó thì chúng ta thấy rằng là cái niềm tin vào Cô Ma Thon là một cái mê tín cần phải vượt qua. Thứ nhất, người ta tin rằng đó là hồn ma đó của các bé ấu nhi mà bị chết được bùa yếm vào trong cái hình tượng Cô Ma hoặc là Cô Mari, thì lúc đó sẽ có thể mang lại lệ lộc, hay là bình an, hạnh phúc, hay là may mắn cho những người có niềm tin vào. Nên là mê tín và quan đường. Thứ nhất á, giờ chúng ta cứ xét cái nguồn gốc của câu chuyện này đi,
các cháu cô Ba Ri và cô Ba Thon này đó nha, là bị chết, chết do phá thai, chết do sẻ thai, chết do tai nạn hay chết do biến cố gì đó, các cháu còn không thể cứu được các cháu, làm sao mà đi phù hộ cho những người khác? Rất là vô lý. Cái thứ hai thì theo học thuyết của đạo Phật đó, dầu là chết toàn thân hay là chết nát thay, chết là đại thọ hay là chết yểu, chết khi đã sinh ra hay là chết còn trong bào thai của mẹ, dầu có các phái đoàn tôn giáo tụng kinh hay không có tụng kinh, thì theo quy luật tái sinh chết phải là hết, tất cả tâm thức của người chết đó sẽ thoát ra khỏi cơ thể và có mặt ở trong bào thai. Còn trường hợp là nghiệp xấu nhiều đó thì có thể bị rơi xuống cả cái cảnh giới xấu của các loài động vật và gia súc. Đây là quan niệm của đạo Phật. Thì như vậy, dựa vào cái niềm tin đó đó, thì làm có chuyện mà hương hồn của cái cháu thơ nhi này đó lại bám víu bởi cái sự bùa yếm của các ông thầy pháp, chứ đó không thể nào có được. Giả sử nó là có được như thế đi, thì các cháu thơ nhi khi còn sống không thể tự lo cho mình, không thể tự giúp cho mình, cũng không thể làm được việc gì được, phải cho nhờ cha mẹ giúp hết, thì làm sao mà những cái búp bê đó có thể làm cho con người được? Nó là rất là vô lý. Phân tích ở nhiều góc độ chúng ta thấy rất là vô lý, không thể giải quyết gì được hết. Do đó khi mà người ta bơm phòng những thứ không có sự thật vào trong một cái sản phẩm, mục đích của đó là để buôn bán thôi. Thì những người tham gia vào cái công nghệ mê tín này đó, họ sẽ hưởng được cái lợi ích về kinh tế. Thì nếu các bạn vào trong Amazon ở thị trường của Mỹ hoặc là thị trường của châu Âu, search cái chữ Cuba Thon đánh liền nhau nha, thì quý vị sẽ thấy cái giá rẻ nhất đó, nó phải là 30 đô. Còn nếu như cái sản phẩm Cuba Thon này là một cái chất liệu khá là chút á, sản phẩm đó có thể lên đến cả 100 đô. Mà đang khi đó hình thù của Cuba Thon rất là đa dạng, đôi khi là một cái đầu lâu, đôi khi là một cái cúp vế, đôi khi là hai đầu lâu, khi là ba đầu lâu, được làm với hình thức như là bùa để trắng yếm và văn, thì rất là sai lầm. Do đó đó, người Việt Nam đó, không nên tiếp thu một cách quá dễ dãi tất cả những mẫu tượng hay là những cái hoạt động văn hóa có nguồn gốc từ nước ngoài, bởi vì đôi lúc nó làm xâm thực văn hóa Việt Nam và nó xóa sổ, thậm chí ở nhiều trường hợp cái nền gốc rễ văn hóa của Việt Nam, đó là điều rất là đáng tiếc. Cho nên thông qua sự nhập cuộc rất là năng động và tích cực của báo giới trong thời gian qua đó, thì tôi thấy rất là may mắn là khi hai clip vừa có cái sức ảnh hưởng đối với cộng đồng và tuổi thơ ở Việt Nam đó, thì đã bị lên tiếng rồi. Nhờ đó mà cái hiện tượng này đó nó không có cơ hội để lây lan. Chứ thực ra cách đây 5 năm tôi cũng đã trả lời về vấn đề này rằng đó, nó là một cái niềm tin mê tín, không nên sợ hãi, không nên mua, tốn tiền, gieo rất nỗi sợ hãi về cho cuộc đời của mình. Rõ ràng đây không phải là sự ứng xử thông minh, và rất may báo chí nhập cuộc kịp thời, thì tôi tin rằng là hiện tượng này nó sẽ được ngăn chặn một cách tích cực, để cho mọi người đó muốn có thành quả bất cứ là một gì thì chúng ta phải có được 4 yếu tố đó theo Đức Phật. Thứ nhất là phương pháp đúng, thứ hai đó là nỗ lực đúng, thứ ba đó là kiên trì đúng, và thứ tư là có thái độ đúng, tức là thái độ lạc quan tích cực, để là tất cả những băng video được phát tán trên mạng xã hội đó, mà giờ báo chí trong mấy năm qua cũng đã đề cập đến vấn đề khá nhiều, mà người ta vẫn còn tiếp tục tin xoáy cổ, là bởi vì những người đó không cơ hội để thấy được những clip và phanh phui về những cái vụ lừa đảo này. Thứ hai đó là do cái gốc rễ mê tín của họ nó quá nhiều, rồi cái kiến thức họ vững, cho nên là khi nghe nói cái gì đó nó có vẻ nó hợp với lý trí của mình, nó hợp với cách tư duy của mình, nó hợp với cái niềm tin của mình, nên mình dễ dàng mình tin. Trong kinh Kabbalah đó, Kalama đó, Đức Phật cũng là cảnh báo rồi, đừng nên gọi tới một điều gì chỉ vì điều đó được đồn thổi, đừng nên gọi tới một điều gì chỉ vì điều đó được người ta nói đến, đừng tin một điều gì chỉ vì điều đó được người có uy tín truyền bá.
Dạ. Và đến cả 10 cái nền tảng như thế để xác định được một niềm tin có lý trí. Và do đó niềm tin đó chắc chắn là niềm tin đúng. Đó. Cho nên chúng ta đừng nên quá tin vào bất cứ những thông tin nào được truyền bá trên mạng xã hội. Thì hiện nay đó số lượng view được quy đổi thành tiền đối với các YouTuber, Facebooker, TikToker có đăng ký. Và do đó là cái động cơ, rồi cái cạm bẫy, rồi sự tham lam, rồi sự vượt qua lương tâm, hoặc là kinh thường luật pháp ở một số bộ phận của những con người, tôi gọi rằng là không biết quý trọng hạnh phúc của chính mình và tha nhân, đã sẵn lòng làm những việc gian dối để câu view. Và điều đó nó gây những hậu quả rất nghiêm trọng đối với đời sống tinh thần của cộng đồng mạng. Dạ thưa thầy, thì sau chuỗi lại các vấn đề thì bây giờ là trên mạng là tràn lan những cái clip mà sặc màu mà máy tính gì đâu, thì con người người ta cũng không biết tin vô đâu như thế nào. Thì trước những cái khi mà mình vận động người dân không nên tin những cái chuyện đó, thì nó cứ đăng tràn lan trên mạng vậy, thì theo thầy thì cái góc độ mà về quản lý thì thầy có kiến nghị gì đối với các cơ quan chức năng hay không ạ thầy? Tôi nghĩ là bên cạnh các nghị định có nội dung nghiêm cấm các hình thức tuyên truyền máy tính di động đó, thì luật an ninh mạng cũng như là luật tôn giáo tín ngưỡng đó cần nên bổ sung những điều khoản này. Việt Nam chúng ta đi trước nhiều quốc gia thế giới về luật an ninh mạng, thì đứng từ góc độ tự do tuyệt đối hay là tự do một cách thái quá đó, thì rất nhiều người ta phản ứng chống đối về luật an ninh mạng, còn đứng về từ góc độ bảo vệ cái sự chân thật và góp phần làm ổn định đời sống an ninh xã hội và an ninh tinh thần đó, thì tôi cho rằng luật an ninh mạng là rất đáng được khích lệ. Không á thì rất nhiều người biến chất, bất chấp mọi thủ đoạn, họ có thể tạo ra rất nhiều các thông tin ảo, thông tin lừa dối, thông tin sai lệch, thông tin lạc dẫn, gây biết bao nhiêu hậu quả nghiêm trọng cho con người. Thì Việt Nam